Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín NT Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video về Mini World Sinh Tồn Núi Lửa tập thứ 4 nha mọi người. Ok, trước khi vào video á, mọi người đừng quên để lại một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nhé. Thì trong tập trước đó mọi người, mình có làm một chuyến đi mai và kiếm được gọi là khá nhiều khoáng sản, tài nguyên các thứ. Và mình kiếm được khá là nhiều Titan luôn. Thì hiện tại mình đã có được 29 củ Titan. Thì trong thời gian những tập đó mọi người, mình có đi mai thêm khá là nhiều sắt. Đây, mình có để cho nôn được rồi, phải 56 sắt, và bên đây được 2 stack sắt nữa. Và ở trên này thì mình đã chế tạo thêm được 2 cái lò nung bằng gọi là bằng sắt đó mọi người, để mình gọi là tăng cái lượng khoáng sản của mình lên. Ví dụ như là mọi người với cái lò nung bằng sắt này, mọi người bỏ quặng sắt vô thì nó sẽ được x2, còn nhưng mà với lò nung bằng đồng á thì nó chỉ được đây, với lò nung bằng đồng nó chỉ được x1 thôi mọi người, nên nó khá là lỗ. Nên mình cho bỏ hết bằng lò nung bằng sắt luôn cho nó x2 cho nó nhanh đó mọi người. Và trong thời gian như tập á, mình có trang trí trong căn nhà của mình nè, có một cái ghế các thứ này đó, như thế là xinh đẹp tuyệt vời luôn. Và ở trên này thì mình chưa có trang trí gì thêm nhiều nữa, mình mới trang trí thêm một cái bàn làm việc, và mình đây là cái có cái tranh mình gắn vô cho nó đẹp thôi, mình chả biết để làm gì nữa. Thì ở bên ngoài á mình có đây, ở bên ngoài thì mình làm một cái sàn. Hay mình làm một cái sàn bằng đá để đi lên đi xuống cho nó dễ ra mọi người. Thì dự định trong tập này của mình sẽ chế tạo, thì mình sẽ xây một cái ruộng siêu to khổng lồ bên cạnh cái hồ của mình nha mọi người. Khá là xịn sò bò luôn. Và thì đúng rồi, trong thời gian như tập đó mọi người, mình có xây lại cái hang này, mình để đào ra rộng hơn, và mình gọi là lắp cái cầu thang đá này mọi người, cho đi lên đi xuống dễ dàng một tí. Và ok thì đã nung xong rồi nè, được 12 nung khá là nhanh luôn. Thì trong tập này á, mình thì chắc bây giờ mình sẽ chế tạo một cái bàn đi mọi người, một cái bàn để cho cái một cái bàn bằng titan. Đây, cái bàn bằng titan này mọi người, nhưng mà từ mình phải chế một cái búi, thêm một cái búi titan nữa đã. Như thiếu cái gì nữa, thiếu một cái đá để mình lấy đá ra đây. Và đây mình thiếu dây thần. Dây thần thì mình dư luôn. Đây một cái bàn bằng đá, xong lên bàn titan. Đây là cái bàn titan này mọi người. Để mình để ở đâu đây ta? Mình sẽ để ở đâu cho đẹp đây, hay mình để ở phía trên ta? Mình để lên phía trên này, trên nhà ở trên đây này, cho nó gọi là cho nó có không một cái chỗ nào đó, chứ trên đây trống không mà chả có gì hết mọi người. Để mình để ở đâu ta? Để đây đi. Đó, bên cạnh cái giường ngủ của mình luôn đó. Thì với cái bàn bằng titan này, mình sẽ có được gọi là đầy đủ các chức năng đó mọi người. Thì đây là cái để sửa chữa đồ dụng cụ này. Cái tiếp theo là hình như cái này cái khảm ma phụ ma đó. Nói chung mấy cái đây là mấy cái đồ phụ ma thôi, nhưng mà trong tập này mình chưa có phụ ma đồ. Để bây giờ mình làm cái nhiệm vụ và mình chế tạo một cái cuốc bằng titan đó. Đâu ta, cuốc bằng titan đâu? Hay là bây giờ mình sẽ phụ ma luôn ta, phụ ma một cái dụng cụ bằng titan luôn. Bây giờ mình cái cuốc thì mình sẽ cần thêm cái stick này, cái gỗ này, cái que, và chế tạo một cuốc bằng titan luôn, hoàn thành nhiệm vụ luôn. Đây, hoàn thành cái nhiệm vụ này luôn đó, lấy cái bàn luôn mọi người. Và thì với cái cuốc bằng titan này á, thì mình sẽ ở trong phiên bản mới này á, cái cuốc vàng sẽ bị loại bỏ thay thế bằng cuốc bằng titan. Với cái cuốc bằng titan này cực kỳ mạnh luôn mọi người, với 1500 độ bền nó sao á, gọi là còn cứng hơn cả cái mũi khoan nữa mọi người. Cứng hơn cái mũi khoan chỉ có 600 độ bền thôi, nhưng mà cái cuốc bằng titan này tới 1500 luôn, khá là nhiều luôn. Thì với cái cuốc bằng titan này thì chúng ta có thể phù phép được để bây giờ mình phù phép cái gì ta, sẽ phù phép một số thứ đi, như là cái kiếm của mình với cái búa bằng cây cúp bằng titan để cho nó mạnh một tí xíu. Cái cúp mình sẽ sử dụng lâu dài đó mọi người. Để bây giờ mình sẽ khảm cái này lại một phát, hay là công đoạn mình gọi là đi tìm cái hiệu ứng cho mấy cái viên ngọc này. Thì mấy cái viên ngọc này toàn là chữ Trung Quốc không à, tí nữa mình phải phù phép xong mình sẽ dịch ra để coi thử những cái này có hiệu ứng gì đó mọi người. Bởi vì mình phải gọi là tận dụng tối đa cái mấy cái viên đá phụ ma này chứ. Rồi, và chúng ta đã có được khá là nhiều đó. Và để bây giờ mình sẽ xem thử những cái hiệu ứng này là gì nha mọi người. 1 hour later. Ok mọi người, thì sau một hồi mày mò các thứ thì mình cũng đã kiếm được gọi là một số cái dòng hợp lý trong cái em kiếm này. Cái này thì chúng ta sẽ có được cái dòng đầu tiên đó là 255% độ bền đó mọi người. Cái dòng tiếp theo đó là bật đánh hấp tung nóc bách đúng không mọi người, nóc tung hay bật lùi đó cộng 5. Cái tiếp theo là cái gia tăng sức tấn công cộng 14. Khá là hợp lý luôn, khá là ngon. Để bây giờ mình ra mình test thử luôn. Nhưng trước đó thì chúng ta có một cái cục đá màu vàng này. Mọi người biết này là gì không? Cái này là thu thập chuẩn đó mọi người, là chính là cái
hoặc là khi mọi người đập ra nó sẽ ra nguyên block hay sao á. À, đến giờ mình ép vô cái cúp của mình luôn. Ê rồi, và nó sẽ có dòng thu thập chuẩn. Để bây giờ mình thu thập chuẩn cái kính thôi được không ta? Ồ, đường nè, thấy chưa, xịn. Và như thế thì mình phải mình phải làm thêm nữa ta. Mình có cần làm thêm cái cúp nữa không ta? Hay là mình sẽ làm thêm một cái cúp nữa đi. Bởi vì cái dòng thu thập chuẩn này mình sẽ không đào được mấy cái quặng như là quặng than này, quặng kim cương này, các thứ này mình không đào được ra thành mấy cái block á mọi người, đâu ra thành cái quặng á, nhưng mình phải đem sử dụng cái cúp khác á. Nhưng mà trước hết chúng ta test thử cái kiếm đi, rồi và khi nào cần thì mình sẽ chế tạo thêm cũng được, chế tạo thêm cái cúp khác cũng được. Và bây giờ mình test thử đào chi test em quá, em quái vật đại tử. Đó, em giả nhân cơ tử cây sức mạnh cây kiếm này có lên được tí nào không mọi người? Và bon, wow, đánh con nóc bách nha mọi người. À chứ không phải là hấp tung, có hấp tung là dòng khác nữa, đây là đánh bật lùi. Ui giời ơi, đánh bật xoa kinh khủng luôn. Ui giời ơi, đó, cái kiếm mình cũng là khá là bá đạo đó mọi người. Và ok, bây giờ mình sẽ vào cái công việc chính của ngày hôm nay, đó là xây dựng cái ruộng siêu to khổng lồ ở bên cạnh cái bờ sông của mình nha. Thì trước đó thì chúng ta mình sẽ chế tạo một em bò đi, bởi vì trong bản cập nhật này em bò có thể đi cày đó mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt một em bò về cho em đó cày ruộng cho mình nha. Thì em bò thì chúng ta cần phải cần cái quả để chúng ta mới dụ em bò đây, cái quả cherry, và chúng ta cần cái yên cưỡi nữa. Đây có yên cưỡi rồi mọi người. Và ok, để bây giờ mình bắt một em bò về đi. Bây giờ hiện tại là bây giờ là mới có 3 giờ chiều thôi, và bây giờ để mình đi kiếm một em bò để bắt đi về nhà nha mọi người. Hy vọng có em bò nào gần đây. Có em bò rồi kìa. Bây giờ mình qua mình thăm chào hỏi em bò luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái đây cherry ra. Lấy cherry để thu phục em bò nha mọi người. Và lấy kim yên cưỡi, cưỡi em này về nhà luôn. Cái yên cưỡi thì hồi bữa mình có xuống đi mai đó mọi người. Mình tìm được cái phòng ngục, cái nhà lao cái gì đó. Thì mình tìm thấy được cái yên cưỡi trong đó nha mọi người. Rồi, và bây giờ bò chạy nhìn tướng hài thật sự. Đó, tại vì mình đang cưỡi một em bò nha mọi người. Nó đúng quậy. Thực chất đúng là nông dân Việt Nam luôn. Đó, cưỡi bò đi cày quá là xịn sò con bò luôn. Này để bây giờ mình chạy về mình sẽ chế tạo một cái mũi cái đồ buộc cái cào cho em này, cái cuốc cho em này để em này cào cái ruộng cho mình nha mọi người. Và để bây giờ mình nghiêng nghiêng xem thử. Rồi chắc bây giờ cái chỗ này hơi bị chật nè. Mình đang xem xét có nên mở rộng cái chỗ này ra không, hay là mình chỉ cày một khúc ở phần bên nhà mình thôi. Và bây giờ mình sẽ ok, bây giờ mình sẽ vô trong mình lấy sắt chế tạo một cái cuốc bằng sắt đi cho nó tiết kiệm, bởi vì hiện tại mình khá là nhiều sắt. Và em này chỉ đòi cái cuốc sắt mới, em này mới chịu cào nha mọi người, chứ cái cuốc đồng này không chịu cào đâu, này kỳ cục lắm. Và sắp tới giờ đi ngủ luôn rồi, để bây giờ mình chờ một xíu rồi mình đi ngủ luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ dắt em bò này xuống đó, cho em bò lắc bắt đầu cào từ chỗ này nha. Ở cái chỗ này mình nên lắp lại đi, nhìn nó hơi ngu ngốc một tí xíu. Để bây giờ mình ra mình đào thêm vài cục đất ở bên này đó, lắp lại chỗ đó đi cho nó đẹp mọi người, tự nhiên nó lòi ra ba ô nhìn xấu thật sự. Và vậy đây rồi, ok, nhìn nó khá, có lẽ là khá xịn sò rồi đó. Và cái giường của mình đâu ta? Đây, đi ngủ được chưa? Chưa đi ngủ được luôn. Và chờ 2 giây nữa và đi ngủ ok. Và sau trời sáng thì mình sẽ cho em này đi cày nha mọi người. Đó, lấy cái bộ cào cho em này cày luôn. Đây, đó, xịn sò chưa? Đó, em này sẽ đi cày F5 lên một phát. Đó, em này đi tới đâu là sẽ cày tới đó. Nhưng mà mình nghĩ cái đồ bằng sắt, cái bộ cào bằng sắt này hơi dễ bị hư đó mọi người. Cần mình phải cào cho đúng ô hay không là nó uổng thôi mọi người. Đó, đây rồi, cào qua bên phía này một tí xíu nữa. Mình sẽ làm cho nó to to và một tí xíu. Đó, mình sẽ làm cái siêu to khổng lồ luôn nha mọi người. Mình sẽ làm lấn qua bên kia luôn ta, hay là mình lấn qua bên kia luôn, mình làm xung quanh hồ luôn cho nó đẹp mọi người. Rồi để bây giờ mình sẽ cào. Rồi bây giờ chắc là đủ rồi đó. Và bây giờ mình sẽ để em bò ở đâu đây? Để mình sẽ dựng em bò ở đây đi. Đó, cho em bò đặt trước đây. Và mình sẽ chế tạo một cái cuốc để mình gọi là xây lại cho nó đẹp đẹp lắm. Đó, mình sẽ tự cào cho nó đẹp đẹp lại mọi người, cho nó có một xíu là texture đó mọi người. Để bây giờ mình sẽ chế tạo mấy cái
Ủa chứ ta, mình thấy mọi người thấy nó đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ chế tạo mấy cái slab. Đây, chế tạo một đống slab này để mình đặt ra như thế này mọi người. Đó, đặt ra như thế này nè, bao quanh cái ruộng của mình. Ok. Ok, mình sẽ đặt lên giày cho nó cách tới chờ tí xíu. Rồi, ok. Đây, đặt như thế này cho nó đẹp mọi người. Và đây nữa. Đó, cho nó ngầu lò liền. Tạo như cái bảo vệ cho cái cái này bị sao vậy? Ok, và chỗ này nữa. Đặt. Ok, và trên này thì mình sẽ đặt như thế này đi. Sẽ đặt khít vô mấy cái này cũng được. Đây, đó. Ok, cho nó vẽ nó đẹp hơn đó mọi người. Nhìn nó được bao bọc bởi một cái tường bảo vệ cho nó an toàn. Cảm giác an toàn thôi, thực chất nó chả an toàn thế nào. Và chỗ này thì chỗ này mình sẽ đập ra và mình sẽ cào chỗ này. Đâu cần, tí nữa mình cũng lắp lại mà quên. Thì cào là gì, sắp ổn. Đây, rồi. Đây. Rồi. Ok mọi người, nhìn có vẻ gọi là đẹp hơn rồi đó. Bên này thì mình sẽ không lắp lại đi. Bên này nó bị ít quá đó mọi người. Lắp giờ lắp lại tí nữa không biết cái gì trồng được luôn á. Không có chỗ để trồng luôn. Và sẽ đào khúc này lại một tí. Rồi và mình còn cái xô hay sao á. Để mình xem thử mình có cái xô trong người không. Có cái xô trong người luôn nè. Để bây giờ mình sẽ hình như ở đâu bên đây nó sẽ không. Không biết là nước nó tới bên này không ta. Không biết nước có thấm tới bên này không. Từ để mình đập cái chỗ này ra. Rồi mình sẽ đặt nước như thế này nha, để cho nó gọi là thấm vào mấy chỗ bên này luôn mọi người. Mình sợ là nó không thấm tới á. Rồi để mình đặt chỗ này ra nữa. Cái xẻng tại rồi. Rồi và đặt cái slab này xuống. Bên kia đủ không ta? Bên kia bên này bên nghĩ bên này cũng không tới đâu. Mình sẽ đặt cái chỗ này ra luôn và đặt cái này xuống. Rồi đặt cái này rồi gặp lại. Ok, nhưng phải xịn xò không bỏ đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà một tí xíu nè mọi người, để mình lấy mấy cái hạt giống đó. Mình trong thời gian khai tập á, mình kiếm được khá là nhiều hạt giống luôn. Đâu cái hạt giống đây, hạt giống này 39 cái. Và chúng ta có thêm nhưng mà khá là ít khoai tây này. Chưa có cà rốt luôn hay sao á. Ui giời, đúng rồi mọi người, mình chưa có cà rốt hay sao á. Ủa mình tưởng mình có cà rốt rồi mà ta. Kỳ cục hết ta. Ui giời ơi, chưa có cà rốt luôn mọi người. Mình tưởng mình có cà rốt rồi. Xui thế nhờ. Mình sẽ lấy cái bông hoa hướng dương ra đi. Lấy hoa hướng dương ra trồng luôn mọi người. Đó, có 6 hoa hướng dương, có cả bông nữa nè. Lấy mấy cái này ra trồng luôn. Ok, ổn áp. Và để bây giờ mình sẽ trồng mấy cái đổi hết mấy cái này ra thành hạt giống nha. Cái này ta, cái bịch hạt giống. Ủa ta, đây rồi. Hạt giống đổi thành 39 cái. Ok, xịn sò luôn. Và trồng thôi, bây giờ là cái công việc trồng. Không biết là mình dùng cái cúp này có cái cuốc này có tự trồng được không. Ui không trồng được rồi. Hồi xưa cái cuốc thì có khả năng tự trồng đó mọi người, khá là xịn sò. Nhưng mà giờ thì hết được rồi, khá là buồn luôn. Và ok, bao nhiêu đây cũng chưa đủ luôn à. Hai cái quả khoai tây, bởi vì cái ruộng này khá là to nên mình cần khá là nhiều thời gian mới lấp đầy được cái ruộng này đó mọi người. Nên chắc mình sẽ AFK trong thời gian như hết tập thôi. Còn bây giờ mình sẽ đổi thành hết mấy cái bông hoa này luôn. 6 cái đổi thành mấy cái hạt giống bông hoa này mọi người, để mình trồng. Cái hạt giống bông hoa này thì mình phải cần cái đất kia. Cái này cái hạt giống hoa này còn không ta? Đến bây giờ mình sẽ chế tạo cái hạt giống của cây bông. 6 cái, được 6 cái. Được 6 cái rồi và trồng. Cái bông thì trồng được bằng cái đất này, bằng cái đất cao. Còn cái hạt giống cây hoa hướng dương á thì không được. Cái chỗ này thấy hơi kỳ. Đặt cái chỗ này ra, đập lại chỗ này. Ok, những cái này xịn xò hơn rồi đó. Và chắc bây giờ mình sẽ còn mấy cái bông này mình sẽ giải quyết sao đó trời. Mọi người thì với cây hoa hướng dương này chắc bây giờ mình sẽ mở rộng chỗ này ra một tí xíu. Đó, mở rộng bằng đất ra và mình sẽ dùng cái xẻng của mình. Đó, mình sẽ dùng cây xẻng để mình đập thành cái cục. Mình sẽ dùng đào để mình trồng cái này nè. Mình trồng mấy cái hạt giống hoa hướng dương đó mọi người. Rồi, được hình như có 6 cái hay sao á. Và mình sẽ đào 6 cái này nữa. Đây rồi, đúng 6 cái rồi mọi người. Và đặt cái 12 hạt giống hoa hướng dương luôn, mình nhầm. Mình tưởng là 6 cái nhưng mà ai ngờ là 12 cái luôn. Mình sẽ đào thêm chỗ này nữa. Ôi trời, cũng sắp tối rồi kìa. Để bây giờ mình đi ngủ mọi người.
chạy qua đi ngủ hoài, có anh dân làng xuất hiện nữa nè, để đi ngủ một tí xíu. Và ok, xong chưa, xong chưa, xong chưa. Và đây mình sẽ lắp thêm một tí đất nữa. Đây, ở đây nữa, ở đây, ở đây, ở đây. Ok. Và đủ 5 cái chưa ta? 1, 2, 3, 4. À, thiếu một cái nữa. Đặt chỗ này đây nữa. Đây rồi. Thôi, như vậy là vừa đủ mấy cái hạt giống hơn dưa của mình luôn. Và đào hết cái này ra một tí. Rồi, cái này nữa. Rồi, cái này cái cuối cùng của mình. Rồi, và trồng mấy cái bông hoa hướng dương này luôn. Ok, nhìn có vẻ xịn sò. Cái ruộng của mình có hơi có vẻ là xịn sò con bò đó mọi người. Để mình lắp cái chỗ này lại mọi người, lắp cho nó có texture tí xíu cho nó đẹp đẹp. Rồi, ok, như thế là xịn sò đó. Cái cây ruộng của mình hơi bị xịn luôn. Đó, bỏ thêm em bò cho em bò trong này, giả bộ như là đi cày, đi cấy các thứ nữa. Xịn chưa, xịn chưa. Và mình sẽ xem thử em dân hàng này có bán gì xịn sò không. Em này bán giấy nè, mua giấy lại nè. Nhưng mà giấy mình không cần. Bây giờ mình sẽ đi tìm mía mọi người. Tìm mía một tí xíu để mình trồng cây mấy cây mía đó, mọi người. Bởi vì trong tương lai mình sẽ dùng mía để chế tạo mấy cuốn sách đó, để làm mấy cái bục sách trang trí căn nhà, chứ trong nhà mình chả có gì trong đó hết. Thì nó khá là thô sơ luôn. Và bây giờ mình sẽ đánh em này một tí xíu. Đó, one shot luôn. Và mình chưa nhận nhiệm vụ hay sao. Đây đã rồi, mình nhận nhiệm vụ cái phù phép một tí. Và nhiệm vụ gì nữa? Đây, nhiệm vụ trồng hạt giống. Ok, ổn áp và lên 53 sao. Cũng khá là xịn, cũng khá là nhiều đó mọi người. Và chắc trong tập sau mình sẽ đi lên cái gọi là đi lên cái thiên, cái đảo trên trời đó mọi người, để kiếm một vài thứ khá là quan trọng trong cái series này. Ok, và bây giờ mình sẽ mình chưa tìm thấy mía luôn. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ qua bên kia mình đào cái khối titan đó mọi người. Đó, bữa trong tập đầu thì mình chưa có cái cúp xịn, nhưng bây giờ mình có cái cúp xịn rồi, bây giờ mình có thể đào được titan rồi. Bây giờ mình sẽ qua đó đào. Trước đó thì mình đập cái này ra thử. Ok, có được cà rốt nữa. Lên trên này đập cái khối titan ra một tí, lấy cái khối titan này đập cho nó xịn sò luôn cái cuốc titan. Và ok, và với cái cuốc này thì mình đào cái này ra, nó ra nó cũng ra, nó ra quặng luôn rồi, nhưng mà nó không ra cái block cho mình à. Kỳ vậy, đào cái này ra block cho mình không, nó vẫn ra block nguyên cho mình nè, khối nhẵn cho mình nè, nhưng mà sao cái kia nó không ra ta. Mình khá là kỳ á nha, khá là khó hiểu. Chả hiểu gì hết. Khó thật sự. Và để bây giờ mình đặt block này đi lên thôi. Ok, đặt đi lên. Bị vướng gì vậy? Ok, đi lên được rồi. Và từ bên kia có cái cục đá phát sáng này, cái cục là cái gì ta? Sao mình đi lên không được? Ok. Sao mình chịu lên không được? Ok. Này là cái này thì đặt cái này ra, chúng ta sẽ có một cái mảnh. Đó, cái mảnh này mình gọi là mảnh gì mình cũng không biết tên nữa mọi người. Đó, với cái mảnh này thì mình cần 9 cái mảnh này để mới chế tạo được để mới chịu hồi chế tạo được cái đồ để chịu hồi em boss mọi người. Bây giờ mình mới có một mảnh thôi. Chắc vài bữa khi nào mình đánh boss thì mình chế tạo, còn bây giờ mình chưa có đánh boss mọi người. Giờ mình tìm em một em khỉ nè, khỉ dễ thương. Trong thời gian hồi bữa mình có đi tìm gọi là đi tìm gì ta, đi tìm gì á mình không thể nhớ nữa, nhưng rồi mình gặp một em khỉ cầm cái cục vàng. Nhưng mà lúc đó mình không có đánh em đó, mình nghĩ mình tính đánh rồi, nhưng mà thôi mình thương em đó nên mình không đánh mọi người. Còn bây giờ mình sẽ đi tìm cái mía. Kia rồi, có cái mía rồi mọi người. Đó, đi nãy giờ khá là lâu luôn mới tìm được mấy cây mía này. Ôi trời ơi, tìm mỏi cái cổ. Bên kia có cả rừng gì ta, rừng đỏ nữa kìa. Vùng đất đỏ nữa. Ôi trời ơi, để bây giờ mình qua đó mình nhí xem thử. Ở bên đây có một cái máy luôn nè. Đó, vài bữa mình sẽ chế tạo, gọi là chế tạo một cái thứ bất ngờ với cái máy đó nha mọi người. Khá là xịn sò con bò luôn. Và bên đây có vùng đất đỏ nè mọi người. Đó, xịn chưa. Vùng đất đỏ này thì mình cũng chả biết, chả cần làm gì nữa. Chỉ cần mình qua đây mình farm gỗ nó vẻ hợp lý hơn. Nhưng mà mình đã có rừng mưa cũng là một nơi farm gỗ khá là hợp lý rồi, nên mình cũng chả cần qua đây làm gì. Cái gỗ đất đỏ này thì cũng gọi là cái gỗ đất đỏ này cũng khá đẹp đó. Nhưng mà vài bữa nếu mình cần mình sẽ qua mình lấy, còn bây giờ mình chả cần mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ chạy về một tí xíu luôn. Được 7 cây mía cũng khá là ổn áp rồi. Và hình mình cảm thấy là cái rừng mưa của mình khá là rộng hay sao á. Đi nãy giờ khá là xa, khá là nhiều luôn á, khá là xa luôn, nhưng mà cái rừng mưa mình vẫn còn.
Thế là cái rừng mưa này khá là rộng rồi đó mọi người. Để bây giờ mình đi đâm xuyên qua rừng mưa. Có ngôi đền trước mặt nữa kìa, phải không? Hình như là có một ngôi đền trước mặt nữa. Đấy rồi. À thì ra là cái này là hai cái rừng mưa luôn. Nhưng mà cái rừng mưa này nó cũng không có cái đền thờ. Ôi kìa, buồn thật sự. Và bây giờ mình đào xuống phía dưới luôn, lẫm cục titan này luôn. Sao nó bị lấp bởi cái đất này rồi. Rồi đập cái này ra, đập mấy cái cục đá năng lượng này ra. Ôi giời ơi. Được cái gì nữa không? Mình sẽ quăng cái gì? Quăng cục đá này ra đi. Ok, được thêm một đá nữa. Sẽ lấy cái này. Lấy cái này đập lên. Đập bắt lên nha mọi người. Ok. Rồi đập hết ra đi, mình cũng không cần sử dụng mấy cái này nữa. Rồi, là bây giờ mình sẽ chạy đi về một phát. Rất là xui, rất là tiếc là mình không có cái đền đó, nó không có cái đầu để mình chịu hồi mọi người, khá là buồn. Rồi bây giờ có thêm mía nữa nè, lấy thêm mía nữa. Về bữa vài bữa về mình đem trồng luôn. Này thiệt quá với chúng tôi. Rồi đi về một phát luôn, ngủ một tí xíu mọi người. Đi ngủ để hồi lại mấy cái năng lượng cái thứ cho mình. Và mình sẽ trồng xung quanh luôn, trồng thêm. Sáng dậy thì mình sẽ trồng cái khoai tây. Đấy rồi, trồng khoai tây. Rồi trồng cà rốt. Ok, như vậy là ổn rồi. Và cái mấy cái mía này thì mình sẽ... Khi đi mía thì mình trồng ở đâu ta? Hình như mấy cái mía mình trồng ở trên này được hay sao á? Không cần phải trồng sát hồ. Sát hồ đó mọi người. Mình trồng ở đâu cũng được. Mấy cái mía này thì trong bản cập nhật này thì mình trồng ở đâu cũng được hết mọi người. Rất là lợi luôn. Đó, trồng đại với nó đi. Và bây giờ mình sẽ cắm đuốc. À nãy mình chưa cắm đuốc nên trời khá là tối ở chỗ cái ruộng này. Cắm đuốc lên. Đó, cắm đuốc lên. Cắm đuốc lên mấy cái cây này nữa. Đây rồi, cắm đuốc lên chỗ này nữa. Đây rồi, ok. Cắm cho nó sáng sủa nha mọi người. Đó, cho nó đỡ mấy con quái xuất hiện nữa. Đây. Cắm tùm lum tùm la. Ok. Và cắm chỗ này nữa. Ok, xịn sò đó. Có vẻ là nó có sáng sáng hơn. Tối nó sẽ có vẻ sáng sáng rồi đó mọi người. Rồi mình sẽ lấy cái đuốc ở này cắm lên cây cây cho nó đẹp mọi người. Đó. Và ok, chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Nhưng mà trước khi kết thúc cái tập này thì mình mới vừa tìm ra được một cái ngọc khảm lửa nè mọi người. Khảm lửa đánh ra lửa năm. Em chuyện dù khi cậy kiếm của mình luôn. Và bây giờ kiếm của mình cũng gọi là khá là bá đạo đó mọi người. Đó, và để kiếm em nào đánh ra lửa cho mọi người xem. Đó, bây giờ còn cái có cả đánh ra lửa nữa mọi người. Đó, đánh gây cháy nữa mọi người. Xịn sò con bò đánh gây cháy năm luôn đó mọi người. Đó, xịn chưa. Và em test thử với em này luôn. Bạch, đó, gây cháy kìa. Đó, ui, một phát gây cháy 25 đêm. Wow, xịn thật sự. Ui, ok, còn bây giờ mình sẽ kết thúc thiệt nha mọi người. Ok, chắc bây giờ kết thúc tại đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nha. Đó, sấm sét chớp lên kìa, sấm chớp kìa. Đó, xịn chưa. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.